Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đang theo dõi video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương, Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm là nhà phố, biệt thự, đất ở, căn hộ, chung cư với những mức giá rất phải chăng từ chính chủ nhà trực tiếp gửi cho nhà đất Bảo Hoàng chào ra thị trường. Vì vậy, quý anh chị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư thì hãy liên hệ cho nhà đất Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan khảo sát những sản phẩm được Bảo Hoàng chào ra mỗi ngày trên kênh. Một lần nữa, Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã dành thời gian xem video này cũng như đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, trở lại với một sản phẩm trong buổi sáng hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà phố vừa mới hoàn thiện xong, một căn nhà tuyệt đẹp ngang 4 dài 18m với diện tích sàn xây dựng là 260m2. Hiện hữu tại phường Linh Xuân, trên trục đường số 8, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Vị trí trung tâm giao nhau với ba thành phố, đó là thành phố Thủ Đức, thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, trên trục đường quốc lộ 1K, giao nhau với trục đường quốc lộ 1A, đầu trục đường Phạm Văn Đồng, gần với cầu vượt Linh Xuân, làng Đại học Thủ Đức, cũng như là các cái trục đường lớn để chúng ta có thể về lại với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Dĩ An, siêu thị Bixi Dĩ An, trung tâm hành chính Dĩ An và về lại với thành phố Biên Hòa trên trục đường quốc lộ 1A, khu vực Suối Tiên, khu công nghệ cao quận 9 thì cũng rất là gần với vị trí nơi đây của nhà mình, chỉ cách vị trí nơi đây khoảng tầm 1,5 đến 2,5 km với những tiện ích đi kèm đầy đủ như là chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, làng đại học trong bán kính khoảng cách di chuyển là 1,5 km mà thôi, rất là gần với một vị trí trung tâm như thế này thưa quý vị. Vâng, trở lại với căn nhà của chúng ta, bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta được thiết kế một trệt 2 tầng lầu với 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, sân thượng, gara, xe máy, trục đường lớn phía trước mặt tiền của nhà mình. Vâng, với trục đường ngang 5m đến 6m, ô tô có thể thoải mái chuyển ra vào trên trục đường này. Một vị trí tuyệt đẹp, cửa ngõ của ba thành phố, đó thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Đức. Vâng, một vị trí tuyệt đẹp, đường thông buôn bán kinh doanh, chúng ta có thể làm văn phòng showroom, làm nhà ở, vân vân, rất nhiều những công năng cho căn nhà mà buổi sáng hôm nay Bảo Hoàng đang chia sẻ đến cho quý vị. Thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại, một trệt 2 tầng lầu với chiều ngang 4m và chiều sâu là 18m, tổng diện tích là hơn 72m2 với diện tích sàn xây dựng là 260m2 sàn, bằng trục đường rất là rộng, ô tô có thể thoải mái chuyển ra vào trên trục đường này. Và căn nhà chúng ta thì hiện tại thì diện tích không có thiết kế gara xe hơi, nhưng nếu như chúng ta có thể có xe hơi thì có thể di chuyển thẳng xe hơi vào bên trong không gian diện tích của phòng khách nếu như chúng ta có xe riêng. Vâng, bây giờ thì Bảo Hoàng xin được mời chúng ta sẽ cùng vào bên trong khảo sát cụ thể từng chi tiết của căn nhà. Và trước khi vào bên trong tham quan khảo sát thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị mức giá dành cho căn nhà này chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà với giấy tờ liên quan đến căn nhà này là hợp pháp, hoàn công, đầy đủ thưa quý vị. Và hướng nhà của nhà mình là hướng đông bắc, đặc biệt phù hợp với quý vị khách hàng theo mệnh phong thủy là tây tứ trạch. Còn với hai bộ cửa đầu tiên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách với thiết kế trần cao gạch thì được ốp lát, gạch mặt tường thì được ốp 1m2, gạch nền nhà thì được lát bằng loại gạch hoa sáng bóng. Mặt trần thì được thiết kế theo kiểu trần giật cấp, bộ đèn chùm ở phía trên, hệ đèn led bên trong và bên ngoài. Màu sơn chủ đạo là màu trắng kem và màu nâu. Còn đây là khu vực giao nhau với phòng khách nhà mình thì có một lối cầu thang đi lên các tầng lầu với những nội thất cơ bản của nhà mình như tủ đựng đồ ở phía dưới gầm cầu thang thì đã được thiết kế thêm. Và giao nhau với phòng khách, phòng bếp thì có những cái thiết kế đi kèm theo kiểu hình zig zag để chúng ta có thể trang trí những cái bầu chậu bông, chậu hoa. Còn đây là không gian của phòng bếp nhà mình với một bộ bàn ăn phòng bếp, bộ tủ
hình chữ L phòng bếp của nhà mình đến từ thương hiệu gỗ nội thất trong nước. Ngoài ra thì khu vực phía sau chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh và một sân phơi ở phía sau. Còn đây là sân sau của nhà mình được rào chắn với những cái ô sắt hàn với nhau rất là chắc chắn kiên cố để chúng ta làm khu vực sân phơi đồ cho nhà mình. Và một phòng vệ sinh phòng tắm tại vị trí tầng trệt cuối tầng trệt nhà mình. Còn trở lại với những hình ảnh về phòng bếp phòng khách nhà mình, chúng ta sẽ có một không gian tầng trệt rất là đẹp, được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại, rất là thông thoáng từ trước ra sau. Vâng, thưa quý vị, một căn nhà như thế này nhưng chỉ bán với mức giá 6.300.000.000 đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà với giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp hoàn công đầy đủ thì đây được coi là một căn nhà tuyệt đẹp. Với quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua nhà đón Tết thì đây sẽ là một sản phẩm phù hợp với nhiều tiêu chí yêu cầu từ quý vị khách hàng chúng ta. Và hãy nhanh tay gọi cho nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan và sở hữu ngay căn nhà này. Còn bây giờ xin mời mọi người chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên tham quan ở những phòng ngủ tiếp theo tại tầng lầu số 1. Được thiết kế rất là tuyệt thưa quý vị. Mặc dù rằng những cái loại đèn điện trong này chưa được bật nhưng mà không gian ánh sáng rất là dồi dào từ bên ngoài và cho một căn phòng của nhà chúng ta luôn luôn có ánh sáng không khí tự nhiên bên ngoài vào rất là dồi dào qua những bộ cửa sổ và bộ cửa chính ở phía ban công. Vâng, đây là phòng ngủ đầu tiên của nhà mình. Vâng, căn nhà chúng ta sẽ có một tầng lầu, một phòng vệ sinh. Được thiết kế các trang thiết bị nội thất phòng tắm, phòng vệ sinh đến từ những thương hiệu nội thất phòng vệ sinh phòng tắm trong nước. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phòng ngủ thứ hai, đối diện với phòng ngủ đầu tiên. Còn với không gian diện tích cũng rất là rộng. Rất là rộng để chúng ta có thể bố trí những nội thất phù hợp như là bàn làm việc, một chiếc giường cỡ lớn, tủ đựng đồ dành cho không gian phòng ngủ của nhà mình thì khoảng tầm 35m² cho không gian phòng ngủ nhà mình, rất là rộng thưa quý vị. Và tiếp theo xin mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển lên tham quan tầng lầu 2. Vâng, căn nhà chúng ta có thiết kế chính xác là một trệt 3 tầng lầu với 2 tầng lầu có 4 phòng ngủ. Còn tầng lầu thứ 3 thì chỉ có phòng thờ và sân thượng. Mà sau này Bảo Hoàng sẽ chia sẻ đến cho quý vị những hình ảnh đi kèm. Vâng, đây là phòng ngủ thứ 2 của nhà mình. Xin lỗi, phòng ngủ thứ 3 của nhà mình thưa quý vị. Vâng, tương tự như là phòng ngủ số 1 đầu tiên tại tầng 1 của nhà mình sẽ có ban công, diện tích phòng khoảng tầm trên 30m² cho không gian phòng ngủ thứ 3 của nhà mình. Và có ban công ở phía trước. Vâng, thưa quý vị, một căn nhà tuyệt đẹp, vị trí trung tâm giao nhau với 3 thành phố, đó là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An. Vâng, chính xác là 4 thành phố thưa quý vị. Một vị trí tuyệt đẹp trên trục đường quốc lộ 1K, trục đường số 8 Linh Xuân giao nhau với trục đường quốc lộ 1A, đầu trục đường Phạm Văn Đồng, ngã tư cầu vượt Linh Xuân. Và vị trí nơi đây thì căn nhà chúng ta rất là gần với những trung tâm tiện ích ở trong khu vực, đó là làng Đại học Thủ Đức. Chỉ cách vị trí nơi đây của nhà mình là khoảng tầm 2,5 km mà thôi. Nếu quý vị chúng ta có con em đang học ở các trường đại học trong làng Đại học Thủ Đức thì vị trí nơi đây rất là gần để con em chúng ta có thể thuận tiện đi học với vị trí gần trường, gần nhà, cũng như là khu công nghệ cao quận 9 thì cách vị trí nơi đây của nhà mình là khoảng tầm 3 đến 3,5 km. Về lại với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, phía trường Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông trên trục đường Phạm Văn Đồng thì mất khoảng tầm 15 đến 17 phút di chuyển bằng xe. Và về lại với thành phố Biên Hòa trên trục đường quốc lộ 1A
khu vực Suối Tiên hay là trung tâm thành phố Dị An, thành phố Tuần An, khu hành chính Dị An thì chỉ mất thời gian di chuyển khoảng tầm 5 phút mà thôi. Và các cái trung tâm tiện ích khác đi kèm như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ thì cách vị trí nơi đây khoảng tầm 1,5 km mà thôi, rất là gần thưa quý vị, một vị trí trung tâm tuyệt đẹp với mức giá rất phải chăng như bà Hoàng đã chia sẻ, có 6 tỷ 300 triệu đồng, một mức giá cực kỳ rẻ. Vâng, và đây là sân thượng phía trước nhà mình với khoảng sân rất rộng để chúng ta có thể bố trí làm sân phơi hoặc là khu vực trồng rau, trồng các cái mảng xanh cây kiểng cho nhà mình tại khu vực sân thượng phía trước. Còn đây là khu vực sân thượng phía sau. Khoảng sân cũng rất là rộng thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, một căn nhà tuyệt đẹp với chiều ngang 4m và chiều sâu là 18m, một trệt, hai tầng lầu, một tum. Với mức giá chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà với giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp, hoàn công đầy đủ. Vì vậy quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua địa hoặc đầu tư với một căn nhà vị trí đẹp, diện tích lớn và mức giá phải chăng như thế này thì hãy liên hệ cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để quý vị chúng ta đến tham quan và sở hữu ngay cho gia đình mình một căn nhà để đón Tết. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.